ngon. Đầu tiên đón thằng bạn ở bên Israel về thăm. Đấy. Sang đây chỉ có USDT này, USDT. Ok. Ok. Đấy, hôm nay là đưa ra quán phở mắt đá ở Osaka. Đây, món này là đặc sản Việt Nam. Very good. Very good. Very good. Đây là tỏi. Đấy, đây là tỏi này. Bây giờ phải ăn tất như này. Ăn không? Đạo cố tình đòn. Đón qua về cho đi định cho đi massage nhé. Gớt. Đấy. Ăn mắm tôm. Mắm tôm. Cái gì? Ôi, đặc sản đấy. Mắm tôm. Ăn luôn. Được cả tí cho ăn mắm tôm. Đu điểm. Mắm tôm. Đây là cái gì nhỉ? Biết tiếng ngoại ngữ nó khổ thế đấy. Buổi sáng ngủ dậy qua về đến Việt Nam mà đón về xong là buổi sáng qua là về nhậu say. Hôm nay là bắt đầu là đưa đi ăn sáng là phở bát đá ngon nhất Osaka đấy. Xong là mà theo ý kiến của mọi người thì sang Việt Nam mà cho anh bạn Israel này là ăn cái gì đấy. Ăn những món gì ở Hà Nội để mình đưa đi theo mọi người đúng không? Ơi, em mới đập cho bỏng mồm ra. Hot. Cho mỗi bên 2 quả đi. Cho ăn luôn cho mấy 4 quả đi. 2 quả ít quá, lớn này. Đấy. Cái này bốc rồi. Chứ mà. Món này đây này. Ôi, sữa bắc này ngon nhất chứ. Thịt tươi ngon lắm. Chứ mà nếu mà một nếu bây giờ này nhiều người ngại nóng chứ còn ăn phở bát đá đây, phở bát ở đây là ngon nhất. Đây được rồi. Hai quả nữa. Ok 4 quả đấy. Hai ra đây. Tây làm gì có gà này. Ăn này thì có sức khỏe. Đấy. Nghĩa là bỏ cái lòng trắng này nhưng mà thôi, hoàn tất. Chính là ta không sao. Ok, nó có nước không? Đấy, bây giờ là ăn. Nước này chất luôn. Đấy, nóng lắm. Bỏng nha. Ớt không? Đấy, làm tí tỏi. Tỏi. Đấy, ok. Ớt. Ớt luôn à? Anh thấy được không? Để cay không ăn được không? Ok. Thì nấu gọi mời anh em nhá. Trưa nay là mọi người cho anh bạn Tây là đi ăn cái gì được theo ý kiến mọi người.